Hello, xin chào tất cả các anh em. Hôm nay mình sẽ tiếp tục một video nhận cốt nữa cho các anh em. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần phúc lợi, ấn vào cốt và nhập cốt. Cốt là Go4399 và các bạn sẽ ấn nhận quà. Đấy, ok nha anh em. Chúng ta đã nhận được thêm một cốt mới là Go4399 nhé. Và để xem hộp thư ra có gì. Đây rồi, hộp thư của chúng ta đã nhận ok nha các anh em. Một cái danh hiệu mới, danh hiệu đại hiệp giang hồ em nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã chú ý đón xem.